Bảy nghề thất đức không có hậu, tiền nhiều cỡ mấy cũng tuyệt đối không làm. Quý vị thân mến, luật nhân quả sẽ không tha thứ cho một ai. Nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả tương xứng. Nhân quả có thể đến sớm, cũng có thể đến muộn. Và khi nó đến thì có hối hận, cũng không kịp. Lúc đó có kêu trời thì cũng vô dụng. Vì biết rõ nhân quả thiện ác, Đức Phật thường ngăn cấm không cho người cư sĩ hành các nghề nghiệp ác để thoát khỏi cảnh đau khổ, sống an vui và hạnh phúc. Với những người làm bảy nghề xấu sau đây, quả báo chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn, và con cháu họ đời đời kiếp kiếp cũng phải chịu khổ theo. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Một là buôn bán người. Buôn bán người, dùng người làm hàng hóa trao đổi, lừa gạt người khác. Buôn bán nội tạng người là một trong những nghề không có hậu nhất, gây ác nghiệp nhất theo lời Phật dạy. Ai làm việc này thường dùng thế lực tiền bạc và vật chất ép buộc, lừa gạt người có hoàn cảnh khó khăn, khiến họ khuynh gia bại sản, gia đình tan nát. Làm nghề buôn người sẽ dẫn đến kết cục bi thảm. Nếu bị bắt, sẽ phải nhận án tù chung thân, tử hình, khiến người nhà đau khổ, nhục nhã, bị người đời chửi rủa, sống không yên thân. Người làm nghề buôn bán người kiếp này sống trong đau khổ, giày xéo lương tâm, kiếp sau không được đầu thai, mãi chỉ là linh hồn lang bạt. Đây là loại người chỉ vì ham danh lợi, ham đồng tiền trước mắt mà bất chấp hậu quả, nhân quả báo ứng là điều không thể tránh khỏi. 2. Săn bắt. Về mặt tâm linh thì săn bắn cũng chính là sát sinh, giết hại cầm thú muôn loài. Từng có nhân chứng sống ở Phú Thọ kể về câu chuyện khó có ai tin nổi. Người này cho biết ông không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nổ súng bắn khỉ. Hôm đó ông gặp may, vừa đến cửa rừng đã nghe tiếng rào rào của đàn khỉ truyền cành. Sau tiếng súng, đàn khỉ bỏ chạy toán loạn, để lại trên mặt đất con khỉ cái trúng đạn và chú khỉ con mới sinh bám chặt ở trên lưng. Dường như biết mình không qua khỏi, khỉ mẹ cuống quyết vạch vú nhét vào miệng con, đồng thời vơ vội mấy chiếc lá khô vắt sữa từ bầu vú bên kia xuống như muốn để dành. Ông Hồng đứng cạnh chết lặng nhìn mẹ khỉ, thể hiện tình mẫu tử. Một cảm giác ân hận, chua xót tràn ngập ở trong lòng. Cây súng trên tay tuột xuống đất lúc nào ông cũng không hay. Hôm đó người thợ săn lão luyện về bàn không phải với con thú trúng đạn, mà là con khỉ nhỏ luôn miệng kêu gào trên tay. Từ đó ông không bao giờ đi săn nữa. Bản án lương tâm đã khiến ông phải thay đổi suy nghĩ và nghề nghiệp của mình. Ngay cả đến con vật còn thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng như vậy. Con người huống chi phải tạo thêm nghiệp để nhận cái kết cay đắng. 3. Đồ tể, giết hại, buôn bán thịt sống, thịt chín. Những người làm nghề sát sinh, giết hại động vật, gia súc, gia cầm, buôn bán thịt sống, thịt chín cho người khác cũng là nghề không có hậu và đánh mất tâm tử bi. Sách viết, vào đời Thanh ở huyện Đào Khê, Trung Quốc, có một kẻ nổi tiếng chuyên môn mổ thịt trâu đem bán là Phạm Đăng Sơn. Cả đời y giết hại không biết bao nhiêu con trâu và đem bán vừa để ăn. Một hôm trên trời bỗng có nhiều mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy, Phạm Đăng Sơn bị sét đánh trúng nhưng không chết. Mặt mày cháy lém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu giống lên rất thê thảm, hai mắt đẫm nước mắt, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt đã bị giã nát, vò lại, rồi bỏ thẳng vào miệng, vừa ăn vừa nói. Thịt trâu ngon quá. Chừng vài tháng sau, Phạm Đăng Sơn tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy đều thấy lạnh xương sống, nên biết rằng đó là sự báo ứng của nghiệp sát sinh. Người làm nghề này gọi là đồ tể. Ngày ngày tay nhuốm máu thì sẽ có cuộc sống không được yên ổn, hay ngủ mơ thấy điểm xấu và tâm lý cũng không yên. 4. Cho vay nặng lãi. Cho vay nặng lãi là nghề không tạo phúc đức. Thông thường chỉ có những người lâm vào bước đường cùng mới chọn cách này để giải quyết khó khăn.
lợi dụng điểm yếu của người đi vay, chủ nợ cho vay tiền với mức lãi đắt cắt cổ, lãi mẹ đè lãi con, chẳng khác nào hút máu của người đi vay, khiến họ như bị dồn vào đường cùng, thậm chí có thể bỏ mạng vì không trả nợ nổi. Do vậy, người làm nghề này sẽ sớm gặp quả báo, mất hết tiền bạc, bị bắt giam ngồi tù, thậm chí kiếp sau trở thành con nợ của người khác, bị hành hạ cho tới chết. 5. Sản xuất, buôn bán rượu bia và các sản phẩm gây nghiện. Rượu bia và các sản phẩm gây nghiện là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất gốc trí tuệ. Nhiều người gây ra tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác trên thế gian này đều do sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành. Chẳng những đối với những công việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi chọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người đã phải đi cướp của giết người hoặc tự hủy hoại thân thể mình cho đến chết. 6. Buôn bán hàng hóa độc hại kém vệ sinh. Hiện nay, hàng hóa và thực phẩm có chứa các chất độc hại, tiêm chất kích thích kém vệ sinh đã được bày bán tràn lan trên thị trường, chẳng khác nào hãm hại, đầu độc người khác. Khi sử dụng những thứ này, người tiêu dùng có thể bị mắc các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và đặc biệt là ung thư. Làm nghề này sẽ sớm nhận được quả báo nặng nề, nhẹ thì mắc bệnh, nặng thì bị bắt vào tù và bị phạt tiền. 7. Bán hàng đa cấp bằng chiêu trò lừa đảo. Bán hàng đa cấp cũng là nghề mang lại nghiệp báo. Không phải tất cả mô hình bán hàng đa cấp đều là xấu, nhưng có nhiều nơi sử dụng chiêu trò để bán hàng lừa đảo là nghề xấu. Họ lợi dụng lòng tin của người khác để buôn bán những đồ dùng có giá đắt đỏ mà chất lượng lại không tốt. Đồng thời họ còn dụ dỗ người khác gia nhập, tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp để hưởng hoa hồng, ăn chia lợi nhuận cao. Thực tế, đây đều là những hành vi sai trái, sử dụng người lao động không đúng luật. Những người này sẽ bị mọi người khinh thường và xa lánh. Từ chung lại, có muôn vàn nghề nghiệp trên thế gian này, nhưng giết hại chúng sinh hay làm khổ người khác, buôn bán những thứ độc hại đều là những nghề không có hậu, sẽ nghiễm nhiên mang tội nặng. Những người này đều vì mục tiêu kiếm tiền, chăm lo cho bản thân gia đình, nhưng lại làm giàu trên nỗi đau của muôn người muôn vật thì không thể chấp nhận được. Nhân quả là đạo luật công bằng. Con người làm ra việc xấu chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Do vậy, hãy cân nhắc trước khi làm bất cứ việc gì để không phải hối hận về một kiếp làm người. Quý vị thân mến, dù là sinh mệnh của con người hay loài vật đều quý giá. Thế nhân ăn thịt và coi điều đó là đương nhiên mà không biết rằng mình đang tích ác nghiệp cho đời sau. Nhân quả báo ứng luôn là chân lý, sát sinh gây ác nghiệp, phóng sinh tạo nghiệp lành. Phật dạy 7 trường hợp không nên sát sinh, quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Ngày giỗ lễ không nên sát sinh. Mục đích chính của ngày giỗ lễ hay tảo mộ đầu xuân là tưởng nhớ tới người đã khuất và cầu mong cho một cuộc sống bình yên và tốt đẹp. Tự nhiên có 5 loại thực phẩm quý để dâng cúng ngũ cốc, đầu thể bới xương cốt của cửu tuyền lên mà ăn sao? Sát sinh cúng bái có khác gì việc ấy? Thật là bất kính. 2. Ngày sinh con đẻ cái không nên sát sinh. Không có con nối dõi, thắp hương thờ phụng ắt phải buồn phiền, bi thương. Sinh được mụn con rồi, mọi việc hoan hỷ, tươi vui. Sao không nghĩ xem, loại vật cũng biết yêu thương. Cớ sao ngày con mình sinh ra lại là ngày khiến con của loài khác phải chết? Như vậy có thể yên lòng sao? Lẽ ra bậc cha làm cha mẹ phải tu nhân tích đức cho con, hà cớ gì lại mê muội sát sinh? 3. Ngày sinh nhật không nên sát sinh. Đáng thương thay cho đấng sinh thành, sinh ta ra trong bao đau đớn vất vả. Vì thế Phật dạy không nên sát sinh trong ngày sinh nhật, vì ngày đó là ngày ta sinh ra, cũng chính là ngày mẹ ta dần già yếu, càng gần cái chết. Vậy cớ sao ta lại quên công ơn trời bề này của cha mẹ mà nỡ lòng sát sinh, sát hại sinh linh, tích thêm ác nghiệp. Ăn chay niệm Phật, phóng sinh cầu bình an và phúc thọ cho cha mẹ, ấy mới là điều thiện,
đúng đạo hiếu làm con. 4. Cưới hỏi không nên sát sinh. Việc cưới hỏi ở thế gian có biết bao nghi lễ thành vợ thành chồng, nó đâu phụ thuộc vào việc sát sinh. Kết hôn hướng đến cái đích đầu tiên là cuộc sống hạnh phúc, đông con nhiều cháu. Hà cớ gì ngay khi bắt đầu đã sát hại sinh linh khác, quả đúng là nghịch lý. Cưới hỏi là chuyện cát lành mà lại là việc hung dữ, giết hại chẳng phải sai rành rành rồi sao? 5. Mở tiệc đãi khách không nên sát sinh. Chọn ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bạn sau quà, trà nước vừa vui vẻ ấm áp lại không phạm giới luật. Vậy hà cớ gì lại giết hại mạng sống sinh loài? Mâm cao cỗ đầy, ăn uống no say, hát ca vui vẻ, giết hại oan uổng biết bao nhiêu mạng sống trên bàn tiệc ấy, người có nhân tính không cảm thấy bi thương chăng? 6. Cầu an không nên sát sinh. Nhân gian có sinh lão bệnh tử, nên có thói quen sát sinh tế thần, cầu mong thần ban phước lành để tai qua nạn khỏi, trường sinh viên mãn. Lấy sát sinh, hiến tế sinh mạng loài khác để mình sống lâu sống thọ, thật là nghịch lý đầy tàn độc hung ác. Tư lợi cá nhân, nào đâu có duy trì được lâu, rồi cũng chôn vùi vào cát bụi và quên lãng. 7. Buôn bán không nên sát sinh. Nhân gian ai nấy đều có nỗi lo về cơm ăn, áo mặc. Phàm là người ai cũng phải kiếm kế sinh nhai, nuôi trâu bò, lợn gà, lên rừng săn bắt, hay xuống sông xuống biển bắt cá, mò tôm cua. Ngẫm nghĩ lại mà coi, nếu không làm những việc này, đâu phải ai cũng chết đói chết rét. Lấy sát sinh để mưu sinh, đất trời khó dung, ăn gặp quả báo. Để được sống trong giàu sang phú quý mà sát hại sinh linh, trăm người chẳng có lấy một người, ấy là bề nổi ngắn ngủi, cuối cùng ác giả ác báo, nguy hại khôn lường, cuối cùng là kiếm kế mưu sinh. Sao không chọn cho mình nghề lành lương thiện, ấy chẳng phải là tốt hơn sao? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.